Rồi, hello anh em. Rồi, hôm nay bên em giới thiệu với mấy anh xe này nha. Đây, Rebel 170 nha mấy anh. Đăng ký 2010. À, đời 2010, đời rất cao nha mấy anh. Rebel 170. Đăng ký lần đầu 2010. Xe chính chủ, sang tên toàn quốc nha mấy anh. Anh em nào ở xa hay là có nhu cầu rút gốc thì mình bao rút cho anh em luôn nha, hỗ trợ rút cho anh em luôn, rút về nhập và tên đặt lại. Xe này là xe hải quan chính ngạch nha mấy anh, giấy tờ rảnh khóm khỏi lo, đồ chơi trên xe rất chi là nhiều luôn nha. Mấy anh thấy không, đầy đủ không thiếu gì hết. Dàn inox xe em này là còn mới khoảng 95% nha mấy anh, rất là mới đó, soi mặt được hết nha mấy anh nha. Đây Rebel, xe em này là máy bầu hai bình xăng nha mấy anh, hai bô hai bình xăng màu đỏ đen, có cách điệu ra nha. Đây bô còn khá mới, mọi chi tiết trên xe đều hoàn hảo nha mấy anh, không thiếu cái gì hết, đèn còi xi nhan các thứ đầy đủ, mua về chỉ việc chạy nha mấy anh nha. Xe này cặp tiếng Vin còn luôn nha. Em này có trang bị đồ chơi trên xe nè, cái này là cái kính chắn gió của Harley Davidson nha mấy anh. Đó, gắn vào xe nhìn rất là ngầu, nhìn xe nó to bự lên thì rất là đẹp nha mấy anh. Và đây là thứ da bảo vệ bình xăng lớn mình trước nha, cửa lưng sau Vin này, túi da sau gắn thêm, nhìn xe rất là bụi bặm nha mấy anh nha. Đồ chơi trên xe là không thiếu cái gì hết rồi, này mua về chỉ việc chạy thôi. Này cây cơ có luôn nha mấy anh. Đây máy móc là em bao anh em là chưa có bung đầu nha mấy anh nha, đầu nồi chưa rớt, máy nó em cực kỳ luôn. Nhàng ngóc thì khỏi bàn, mới len can luôn, ốc dứt đồ các thứ chưa có mở con nào nha mấy anh, ốc cốt chưa mở luôn nè. Cái bô thì tuyệt vời, xe này hai đĩa nha mấy anh nha, 2010 hai đĩa, một trước một sau, rất là an toàn, xe cũng khá mới nha mấy anh. Mẫu classic, có đồng hồ báo số đầy đủ nha mấy anh, báo số báo xăng. Em này ra đây được 17.000 cây rồi nha mấy anh nha. Đó. Dòng Rebel mà đi 17.000 chưa xi nhê gì đâu mấy anh nha, máy móc chưa động chạm, máy bầu rất là đẹp. Đó, em này thì anh em cũng biết rồi, không cần giới thiệu nhiều nha. Đó, anh em nào thích mẫu classic này thì có alo cho mình, dòng cổ điển nha. Rebel thì quá nổi tiếng nha mấy anh. Đó, anh em nào thích em này thì alo cho mình qua số điện thoại là 0932047956 nha. Mình bao anh em ký giấy sang tên các thứ. Anh em nào ở tỉnh không tiện đi lại thì cứ coi clip xong mình chuyển xe ra tặng nơi cho anh em luôn nha. Từ Nam tới Bắc, anh em khỏi lo vấn đề đó nha. Quá là đẹp. Em này nhìn ngoài rất ngầu nha mấy anh, nó bự giống mấy con Sado đó, rất là đẹp. Tại vì em này đã vô đồ chơi khá nhiều nha mấy anh nha. Rồi bây giờ tới phần máy móc nha, mình để máy cho anh em nghe nha. Máy êm cực kỳ luôn, nhắn nhẹ là nổ thôi. Đây, máy nó đang nổ nha mấy anh nha. Máy cực kỳ êm nha mấy anh, êm lắm, ru luôn. Bên số ngọt ngào xe em này là 5 số nha, 1 tới 4 lưu nha mấy anh. Nó đứng ra bên này là khỏi nghe tiếng luôn nha mấy anh nha, êm lắm. Có cản chống đổ luôn nè, cản chống đổ bảo vệ nè. Đây biển số nó ra nha anh em, 66F1 337 65.
anh em nào muốn sang tên ra biển số khác thì mình rút gốc cho anh em nha. Cái đó thì chỉ nhỏ rồi, không cần bàn. Em này là hai bình xăng chứ không phải là một bình xăng nha mấy anh, hai bình xăng, hai máy bầu. Đây máy móc nó êm thì thầm luôn nha. Đó, nó có một cái tiếng rít rất là hay nha mấy anh, dòng đặc trưng của Rebel nha. Hai máy là chiếc máy nó đặc trưng rất là hay, nổ nghe chạy ngoài đường nghe rất là sướng tai nha mấy anh, không có gây ồn ào lắm đâu. Xăng em này là chạy khoảng 35 cây một lít, đường thành phố nha, đường trường 40 cây nha mấy anh. Đăng ký hành lại 10 này, mình muốn bỏ khăn bỏ nước gì đó tùy ý mấy anh nha. Đó, xăng báo số, báo xăng, báo công tơ mét. Quá đẹp ha mấy anh ha. Đó, rồi anh em nào ghét em này thì alo mạnh dạng alo nha, không có gì phải ngại hết. Đó, anh em cứ trải nghiệm, rất đẹp. Này anh em mua về chỉ việc chiếc xăng vào chạy thôi, chẳng làm gì hết. Rồi chơi em này thì chủ cũ đã vô rất là nhiều đồ rồi, nên anh em khỏi cần vô gì nữa hết nha. Bèo thì được chơi nó có bao nhiêu vậy thôi, gắn hết trơn mà có gì đâu nữa vô. Rồi anh em nào mua thì cứ alo cho mình nha, số điện thoại mình là 0932047956. Anh em mua thì cứ gọi trực tiếp cho mình, cho địa chỉ, anh em ở xa thì mình ship xe tận nơi nha. Rồi hello chào anh em.